Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng bóng đá ngày 9 tháng 8 năm 2024. Đêm ngày hôm qua, trận tranh huy chương đồng Olympic Paris 2024 đã diễn ra giữa Ai Cập và Maroc, hai đại diện của bóng đá châu Phi. Cả hai đội chưa từng giành huy chương trong lịch sử của bóng đá nam Thế vận hội. Thế nên tấm huy chương đồng với họ vẫn rất quý giá và đầy giá trị. Hãy cùng cập nhật trận tranh huy chương đồng cùng nhiều thông tin bóng đá quốc tế khác trong tin nóng ngày hôm nay. Maroc giành chiến thắng khó tin. Cuộc so tài giữa Maroc và Ai Cập ở trận tranh hạng 3 Olympic Paris được đánh giá là cân tài cân sức khi cả hai đội đã chơi hay từ đầu giải, đội hình chất lượng, chỉ thiếu đôi chút may mắn để tiến đến chung kết. Dù vậy, diễn biến trên sân trái ngược hoàn toàn so với dự đoán. Maroc đã làm chủ thế trận, tấn công sắc nét, liên tục làm rung mảnh lưới Ai Cập chỉ trong 30 phút đầu. Hakimi cùng các ông đội khởi đầu hoàn hảo ở phút 23 nhờ pha cứa lòng đẹp mắt của Azazuli. Thưa quý vị, bàn thắng giúp Maroc chơi càng ngày càng hưng phấn, còn Ai Cập trở nên nôn nóng, dễ mắc sai lầm hơn. Phút 26, lưới của Ai Cập lại rung lên lần thứ hai từ một quả phạt góc. Ưu thế trong vánh đã giúp cho Maroc chơi nhàn nhã trong hiệp 2. Dù cầm bóng ít hơn, nhưng Maroc lại tấn công có nét và nguy hiểm hơn. Những ghi đài tin rằng họ có thể ghi thêm 4 bàn nữa để giành chiến thắng với kết quả khó tin 6-0. Với chiến thắng này thì Maroc đã trở thành đội thắng đậm nhất ở trận tranh hạng 3 trong gần 100 năm qua, kể từ sau chiến thắng với tỷ số 11-3 của Ý ở trận tranh hạng 3 tại Olympic năm 1928. Điều trùng hợp là đội thua tan tác trước Ý gần một thế kỷ trước cũng chính là Ai Cập. Maroc khép lại Olympic Paris với tấm huy chương đồng ở môn bóng đá nam. Đây là lần đầu tiên họ giành được huy chương Olympic ở môn bóng đá nam. Pepe giải nghệ. Trung vệ kỳ cựu Pepe đã đưa ra thông báo chính thức khép lại sự nghiệp lẫy lừng của mình ở tuổi 41 sau 878 trận đấu, giành được tổng cộng 34 danh hiệu. Giải đấu cuối cùng của trung vệ sinh năm 1983 góp mặt là kỳ Euro 2024 vừa qua cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh đã dừng bước ở tứ kết. Pepe khởi đầu sự nghiệp vào năm 2002 trong áo của Maritimo. Anh đã gia nhập Porto 2 năm sau và từng bước chứng tỏ mình là một trong trung vệ giàu tiềm năng nhất châu Âu, trước khi được Real Madrid chiêu mộ năm 2007 với giá 30 triệu euro và giành 10 mùa giải tại câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha. Đỉnh cao của Pepe trong áo của câu lạc bộ gắn liền với Real Madrid khi anh giành được 3 Champions League, 3 La Liga, 2 lần vô địch FIFA Club World Cup. Dù sinh ra và lớn lên ở Brazil, Pepe quyết định lựa chọn thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha với lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển vào năm 2007. Kể từ đó, cầu thủ này luôn chứng tỏ anh là hòn đá tảng với hàng phòng ngự của siêu cao châu Âu. Là một trong thủ lĩnh của đội tuyển quốc gia với tổng cộng 123 lần ra sân, Pepe cùng với đội trưởng Ronaldo là thành phần của đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016. Pepe có mặt tại 3 kỳ World Cup, 4 kỳ Euro và là một trong những biểu tượng của đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh khép lại một sự nghiệp đầy vinh quang và hiển hách, vô cùng bền bỉ với đẳng cấp và luôn luôn được các cổ động viên yêu mến. Chelsea khổ sở vì Lukaku. Theo nguồn tin từ The Telegraph, Napoli vẫn chưa gửi lời đề nghị chính thức tới Chelsea cho trường hợp của Romelu Lukaku. The Blues yêu cầu câu lạc bộ Serie A trả toàn bộ mức phí là 40 triệu euro cho tiền đạo người Bỉ. Tuy nhiên, Napoli thì cũng không muốn đáp ứng yêu cầu này. Dù đại diện của câu lạc bộ nước Ý đã có thỏa thuận cá nhân với Lukaku, thương vụ vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào tích cực. Togo tiết lộ thêm, Chelsea bắt đầu đàm phán với Aston Villa để chuyển nhượng cầu thủ 31 tuổi. Tương lai của tiền đạo người Bỉ lúc này vẫn đang là một bí ẩn. Ngoài ra, tình trạng của Victor Osimhen cũng đang làm một cản trở đối với Napoli đạt thỏa thuận dành cho Lukaku. Napoli thì muốn bán chân sút người Nigeria nhưng đưa ra mức giá quá cao, trên 100 triệu euro, khiến cho không nhiều đội bóng sẵn sàng trả số tiền này. Lukaku thì vẫn háo hức để tái hợp với huấn luyện viên Antonio Conte tại Napoli. Dù vậy, nhà cựu vô địch Serie A cũng không có đủ tiền để trang trải cho quá trình chuyển nhượng. Nếu không tìm được bến đỗ mới cho Osimhen, Napoli không thể hỏi mua Lukaku. Hiện tại, Lukaku đã trở lại tập luyện cùng Chelsea sau khi hết hợp đồng cho mượn ở AS Roma. Thế nhưng anh cũng không được sát cánh cùng các cầu thủ đội 1. Lukaku bị gạch tên khỏi đội hình của The Blues tham dự chuyến du đấu tại Mỹ trước thềm mùa giải mới. PSG chưa hỏi mua Sancho. Theo nhiều nguồn tin, gã khổng lồ nước Pháp là Paris Saint-Germain đã liên hệ với cầu thủ chạy cánh của Manchester United là Jadon Sancho trong suốt mùa hè. Sancho thì đã trở lại đội 1 của Manchester United ở giai đoạn trước mùa giải nhưng vẫn có thể sẽ rời câu lạc bộ. PSG và MU thì vẫn đang đàm phán về một thương vụ chuyển nhượng tiềm năng. Jadon Sancho cũng cởi mở với việc ra đi và thỏa thuận cá nhân thì không phải là vấn đề trong thương vụ này. Trước đó, Juventus và Borussia Dortmund cũng từng bày tỏ sự quan tâm tới cầu thủ chạy cánh người Anh. Nhưng Manchester United chỉ chấp nhận để Sancho ra đi nếu nhận đủ 40 triệu bảng. Quỷ đỏ cũng đã sẵn sàng cho mượn nếu như đối tác trả lương cho anh, đồng thời chi ra một số tiền nhất định để mượn cầu thủ này. Quyết định cuối cùng sẽ được huấn luyện viên Erik ten Hag và lãnh đạo Manchester United đưa ra trước kỳ chuyển nhượng kết thúc. Tuy nhiên, mới nhất theo nhà báo Romano, Paris Saint-Germain vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức nào dành cho Jadon Sancho ở mùa năm nay, giống như những tin đồn. Có thông tin về việc PSG theo đuổi Sancho nhưng vẫn chưa có đề nghị được đưa ra từ họ. MU hiện đã hoàn tất chuyến du đấu trên đất Mỹ, họ đang chuẩn bị cho trận tranh sự cúp nước Anh với Manchester City. Sau trận đấu với Man City, họ sẽ trở lại mở màn ngoại hạng Anh
bằng trận tiếp đón Fulham trên sân nhà ở mùa giải mới. Có thể Quỷ Đỏ vẫn đề ngỏ khả năng Sancho ra đi, nhưng nếu không có đề nghị nào thì họ vẫn sẽ giữ Sancho ở lại và huấn luyện viên Ten Hag vẫn hoàn toàn có thể dùng anh. Sao Newcastle từ chối Arsenal? Tương lai của Bruno Guimaraes thời gian qua bị đặt dấu hỏi lớn. Đã có không ít những đội bóng ở châu Âu dành sự quan tâm cho cầu thủ CM97. Có thể kể đến như Barcelona, Man City, Paris Saint-Germain và đặc biệt là Arsenal. Thậm chí truyền thông Anh còn đưa tin trong hợp đồng giữa cầu thủ người Brazil và Newcastle có điều khoản được tạo điều kiện ra đi trong trường hợp các đội bóng lớn theo đuổi. Nhưng tới lúc này của kỳ chuyển nhượng hè 2024, Bruno Guimaraes vẫn đang ở lại Newcastle để chuẩn bị cho mùa bóng mới. Mới đây, tiền vệ 27 tuổi đã lên tiếng để làm rõ tương lai của mình như sau: "Tôi đang cảm thấy hạnh phúc ở Newcastle. Tôi chưa bao giờ nói rằng bản thân mình muốn ra đi cả. Tôi khẳng định mình muốn ghi tên mình vào lịch sử của đội bóng này. Tôi khát khao được cống hiến hết mình cho Newcastle và người hâm mộ." Như vậy có thể thấy các câu lạc bộ đã không đủ mặn mà và quyết liệt trong việc chiêu mộ Guimaraes, hoặc anh cũng đã chủ động từ chối những tên tuổi lớn như Arsenal. Newcastle vẫn còn hai trận giao hữu với Girona và Brest trước khi chính thức bước vào mùa giải mới. Họ sẽ đối đầu với Southampton ở vòng đấu đầu tiên tại Premier League. Từ nay đến thời điểm đó, tương lai của Bruno Guimaraes xem ra khó lòng thay đổi nếu không có biến số quá bất ngờ. Leverkusen lại đối mặt với nạn chảy máu lực lượng. Sky Sports đưa tin hậu vệ Hinchcappy đề xuất nguyện vọng rời khỏi Leverkusen ngay trong tuần này. Ngôi sao của đội tuyển Ecuador đã được tiết lộ anh có vẻ như sẽ rời khỏi Bay Arena và muốn đi tìm một thử thách mới khi nhận được rất nhiều lời đề nghị của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Bayern Munich, Liverpool hay Real Madrid đã theo dõi hậu vệ đàn năng này từ lâu. Dù mới 22 tuổi, Hinchcappy đóng vai trò quan trọng ở Leverkusen. Anh đã giúp cho đội bóng này tạo ra sự khó chịu đối với các tiền đạo của đối phương. Ngôi sao người Ecuador cũng được đánh giá là một trong hậu vệ đáng xem nhất châu Âu mùa giải vừa qua. Trước đó thì các ngôi sao của Leverkusen như trường hợp của Grimaldo, Frimpong hay Florian Wirtz cũng có khả năng chia tay nhà vô địch Bundesliga. Trong số những ngôi sao kể trên, Leverkusen chỉ hy vọng giữ chân được Florian Wirtz khi bản thân cầu thủ người Đức cũng muốn ở lại thi đấu trong nước thêm một năm nữa. Kể cả Grimaldo và Frimpong đều bộc lộ ý định rời đi từ đầu hè. Cho đến nay thì vẫn chưa có ai rời đi cả, nhưng Leverkusen vẫn có khả năng mất 3 trên 4 vị trí quan trọng ở hàng thủ mùa giải trước. Thực tế thì huấn luyện viên Xabi Alonso đã lên kế hoạch thay thế những trụ cột kể trên từ lâu khi đem về cầu thủ chạy cánh đó là Martin Terrier và tiền vệ Alex Garcia. Thưa quý vị và các bạn, trung vệ Jonien Belosian cũng vừa cập bến Leverkusen với giá 15 triệu euro từ Rennes. Belosian được xem là phương án thay thế cho Hinchcappy cho trường hợp cầu thủ này rời đi. Hoàng Gia Lai công bố tân binh nước ngoài. Trên trang mạng xã hội chính thức của mình, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã đưa ra thông báo về sự xuất hiện của ngoại binh Marcel Silva da Silva. Sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế, cầu thủ 29 tuổi da Silva đã đặt bút ký vào bảo đồng thi đấu cho Hoàng Gia Lai ở mùa giải V-League 2024-2025. Da Silva sinh năm 95 tại Porto Alegre, Brazil. Cầu thủ 29 tuổi sở hữu chiều cao 1m86, thuận chân trái. Silva được nhiều chuyên trang chuyển nhượng đánh giá cao và anh được cho phong mắc định giá là 350.000 euro, khoảng 9 tỷ đồng. Từ khi thi đấu chuyên nghiệp hồi 2015, da Silva đã có tổng cộng 20 lần đổi câu lạc bộ. Cầu thủ người Brazil đã khoác áo tới 14 câu lạc bộ khác nhau. Sự xuất hiện của da Silva hứa hẹn sẽ giúp cho Hoàng Gia Lai củng cố tuyến giữa vốn khá mong manh của mình, đặc biệt là sau khi tiền vệ Tuấn Anh rời đi. Trong thời gian vừa qua xuất hiện tin đồn Hoàng Gia Lai muốn đưa bộ đôi Nakio Vane và Timite vào trong tầm ngắm chuyển nhượng, đưa về đội bóng phú núi. Thế nhưng nhiều khả năng cả hai thương vụ này đều sẽ không xảy ra khi mà đội chủ sân Pleiku có kế hoạch chiêu mộ những ngoại binh mới toanh. Indonesia có huy chương vàng đầu tiên tại Olympic. Tối ngày hôm qua, đoàn thể thao Indonesia đã có huy chương vàng ở môn leo núi. Vận động viên Vedric Leonardo đã giành chiến thắng ở chung kết môn leo núi thể thao nam, nội dung tốc độ nam với thành tích 4,75 giây, nhanh hơn 0,02 giây so với người giành huy chương bạc Wu Peng đến từ Trung Quốc. Đến ngày 8 tháng 8 năm 2024, Philippines, Thái Lan và Indonesia là ba đoàn thể thao thuộc khu vực Đông Nam Á đã giành huy chương vàng tại Thế vận hội Paris 2024. Với riêng đoàn Indonesia, họ đã có một huy chương vàng và một huy chương đồng. Đây cũng là kỳ Thế vận hội thứ 3 liên tiếp đoàn thể thao nước này có huy chương cao nhất ở đấu trường Olympic. Kể từ năm 1992 đến nay, Indonesia chỉ không có huy chương vàng tại kỳ Thế vận hội 2012 tại London. Lần gần nhất, đoàn thể thao xứ Vạn Đảo trắng tay ở một kỳ Thế vận hội diễn ra cách đây 40 năm khi họ tham dự Olympic 1984 tại Los Angeles. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube TVN Vlogs, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất mỗi khi chúng tôi đăng tải. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.